sao chứ một ăn chơi nấu thật đã quay trở lại rồi đây. Nếu có ức gà trong tay, bạn sẽ nấu món gì? Ức gà có nhiều đạm, ít béo và thường có mặt trong bữa ăn của những người giảm cân. Hôm nay, hãy cùng Sài Gòn Tiếp Thị thử làm món ức gà xào hạt điều lành mạnh và vô cùng thơm ngon này nha. Nguyên liệu để làm món ức gà xào hạt điều gồm có 500g ức gà, 50g hạt điều, một củ hành tây, ớt chuông xanh, đỏ, gừng, hành tím, ớt trái, nước ép gừng, hành lá, ngò rí. Gia vị gồm có nước tương, hạt nêm, muối và dầu ô liu. Trước tiên chúng ta sẽ cùng sơ chế nguyên liệu. Ớt chuông thì sẽ bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn. Ớt chuông thì thường có 3 màu, chính là 3 giai đoạn phát triển của trái, màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Trong ớt chuông thì có rất là nhiều vitamin A, C, E, vitamin B1, B2, B5 và B6. Ăn nhiều ớt chuông sẽ giúp cải thiện làn da, kháng viêm, giảm mụn nhọt. Nhiều chuyên gia còn cho rằng ớt chuông còn giúp cơ thể có sức chống nắng tự nhiên. Ngoài ra, ớt chuông còn có chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn quá trình lão hóa của da. Đây chính là thực phẩm tuyệt vời mà các chị em phụ nữ nên bổ sung trong thực đơn hàng ngày. Hành tây, cắt muối cao, hành tây cũng giúp cho món ăn có vị ngọt tự nhiên và thơm ngon hơn. Ức gà sẽ cắt miếng vuông vừa ăn, tương tự như món bò lúc lắc. Nhiều người khi nghe đến thịt ức gà thì nghĩ ngay đến những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt với món ức gà áp chảo hay ức gà hấp. Tuy nhiên, ức gà lại rất dễ chế biến với đa dạng món ăn, nhanh chín và rất dễ thấm gia vị. Trong 100g ức gà thì có khoảng 20g protein. Ức gà không có mỡ nên cũng rất dễ tiêu hóa và khó gây tăng cân hơn các loại thịt đỏ. Sau khi sơ chế, cho gà ra một tô lớn, thêm vào 2 muỗng canh nước ép củ gừng. Nước ép củ gừng có tác dụng khử mùi, giúp món ăn thơm ngon hơn và thịt cũng mềm hơn. Một muỗng cà phê hành tím bằm. Một muỗng canh hạt nêm. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê tiêu xay, trộn đều và ướp gà trong vòng 15 phút. Chảo nóng, cho 2 muỗng canh dầu ô liu. Dầu ô liu là một loại chất béo tốt, có thể thay thế mỡ động vật hoặc các loại dầu ăn công nghiệp. Phi thơm hành, tỏi, gừng cắt sợi và thêm ớt nếu bạn muốn ăn cay. Chút gà vào xào sang. Nêm thêm một muỗng canh hạt nêm. Hai muỗng cà phê nước tương. Tiếp tục xào đến khi gà vừa chín và dậy mùi thơm. Thêm hành tây, ớt chuông và hạt điều. Lúc này xào nhanh với lửa lớn để rau củ giữ được màu, không bị mất vitamin nha. Khi
Khi rau củ gần chín, bạn nêm nếm lại theo khẩu vị, tắt hành lá và tắt bếp. Ức gà thơm lừng, mềm ẩm nhờ được ướp cùng nước gừng và nêm với nước tương. Ức chuông thì có màu sắc bắt mắt, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Hạt điều giòn giòn, béo béo tạo nên món gà xào hạt điều vô cùng hấp dẫn. Hãy thử làm ngay món ăn này tại nhà nha, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng yêu thích và thêm món ăn lành mạnh này vào thực đơn hàng ngày ngay thôi.